Hai, chào tất cả mọi người. Thì kết quả mini game đã công bố rồi, có người trúng giải rồi nha mọi người. Thì có một bạn cũng comment cho mình bên dưới và nói là bạn cũng trúng, nhưng mà thật sự là mình tìm kết quả mà không thấy mọi người. Thì cái mini game đó thì mình có nói với anh em là nếu mà anh em cầm bình luận ở bên dưới nhưng mà không thấy thì có thể là nhắn tin cho mình, thì mình sẽ chốt ngày chốt giờ mà kiểm tra luôn mọi người. Nhưng mà khi mà mình xem kiểm tra thì mình thấy không có mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ mong bạn trúng giải đó là hãy liên hệ với mình ha. Thì mình đã có nhắn tin cho bạn thì bạn cứ gọi điện thoại trực tiếp hoặc bạn đến nhà rồi mình bắt ha. Và giờ thì bữa nay mình sẽ thanh lý con chiếc chè lửa. Thì hôm bữa cũng có anh em hỏi mình có con lửa nào đuôi trên 20 mà thanh lý giá rẻ bằng tầm và dưới 1 triệu không. Thì thật sự mà nói thì bữa có nghe một bạn nào cỡ, nói chung mà nói bạn cũng rất là thích chim, nhưng mà kinh phí bạn thì lại không có nhiều. Nhưng thì hôm nay thì mình cũng đăng con này lên, thì mong anh em mong bạn á, thì xem thấy thì có thể là nhanh tay bạn đón trước nha. Chứ mình sợ thì khi mà mình đăng lên, thật sự là mình đăng lên thì có nhiều anh em tới bắt trước thì bạn không cảm ha. Do là thì mình nhớ thì mình thấy là có một bạn hỏi như vậy thì mình cũng đăng, và nếu mà bạn không mua kịp thì mong bạn không cảm, tại vì nói chung mình cũng gần Tết rồi, mình cũng sợ dọn bớt mớ mọi người. Thì bữa nay mình thanh lý con này đuôi trên 20 nha mọi người. Mọi người lưu ý là đuôi trên 20 nha. Thì mình sẽ bán với giá là 900.000. Thì em nào yêu thích thì alo cho mình, số điện thoại mình vẫn như cũ, và số điện thoại mình là 0929 887 346 nha. Đây, giờ thì mình sẽ bắt nó ra cho mọi người xem. Chim bản đu khá là đẹp nha mọi người, hơi tôm. Chim thì nó đang tập cám rồi mọi người, nó đang cắm bọt rồi nha mọi người. Đây, bản đuôi cũng hơi to. Thì em nào thích con này thì hiện tại mình đang thanh lý 900.000 ha. Đây, móng mỏ thì còn nguyên hết nha mọi người. Chân thì là hồng nha, mỏ mắt thì hôm nay mình lấy con này cho anh em chơi thôi, thì mình bán giá là 900.000. Và với lại thì mình cũng chia sẻ luôn cái này là cám mình làm á mọi người. Thì thật sự là nhiều anh em cũng comment bên dưới là kêu mình chia sẻ công thức cám, thì mình cũng nói những cái video trước là những cái cám nào mình hướng dẫn anh em dễ làm trước thì mình hướng dẫn, còn cái mà cám mà mình thật sự mà nói cám này mình làm để mình bán, mình không phải chia sẻ công thức được. Anh em cũng thông cảm ha, chứ lại cũng có nhiều bạn thì chửi mình vậy thì nói làm chi. Thì mình nói lên để mình bán cám của mình, chứ không phải là mình nói lên để là mình sẽ chia sẻ công thức cám đó. Mình không hề nói là mình chia sẻ công thức cám đó, tại vì cái công thức cám đó là mình bỏ tiền ra để mình mua công thức, chứ không phải là mình đi xin của người ta là người ta chỉ mình để giờ mình làm. Thì thử hỏi các bạn xem, nếu mà các bạn có ai thử mà nói chung là cám á, thì chúng mình cũng khá là dễ làm, vậy nên không làm. Còn cái chén cơm của người ta thì chẳng ai bao giờ mà đem đi tặng không cho ai hết mọi người, tại vì nếu mà người ta tặng không cho mình thì mình sẽ tặng không cho mọi người là chỉ bình thường. Còn cái này là mình nói chung là mình bỏ tiền ra đó mình mua công thức này, và cái giá tiền để mà mua công thức này không hề rẻ đâu mọi người, tại vì nó đã có sẵn hết. Còn nếu mà anh em muốn tiện lợi, muốn dễ làm á, thì mình có hướng dẫn anh em rồi, là anh em có thể dùng là cám bao bì á mọi người. Thì mọi người cứ mua nửa cám bao bì và dùng 6 cái lòng đỏ trứng gà, và mọi người trộn, nhưng mà đặc biệt là trứng gà ta nha mọi người, chứ không phải là trứng gà công nghiệp nha. Gà ta rồi anh em cứ trộn vô, thì xong sau anh đó anh em phơi nắng thì có thể cho chim ăn dẫn căn lửa bình thường không sao á mọi người. Còn cái việc mà để giữ lửa đều thì nó phải cần có một những công thức khác mọi người. Nó sẽ pha những cái thành phần này đậu, nói chung là mồi thì nó sẽ pha theo cái tỷ lệ sẵn hết mọi người, chứ không phải là mình muốn làm như thế nào là mình làm, tại vì nó nhằm mục đích đó là có thể là quảng cáo được lâu
Và những cái hai nữa là cám mình nó làm thì nó sẽ bở quậy được lâu và chim ăn được bền nữa mọi người, chứ không phải là chim ăn vô căng xong rồi ngưng cám mình đó thì nó lại tắt lửa luôn thì không có nha mọi người. Thì cho nên là mình làm sao thì cho nó, tại vì nói chung là công thức này người ta đã nghiên cứu rồi, mọi người thấy có ai mà cám nhiều người, thậm chí cám ba vì, mọi người có ai biết được là công thức cám nó như thế nào không? Thì không hề, không ai biết hết nha mọi người. Mặc dù mình thấy là mua nó khá là rẻ, 11 đến 12 một bịch thôi. Thì mau anh em cũng thông cảm ha. Thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Đây, con này là đu trên 20 nha mọi người, nhìn cái gang tay của mình nè. Và nó vẫn còn lông máu nha mọi người. À. Đây. Thì là cái cọng cục này nè mọi người, nó vẫn còn lông máu. Thì mình nó sẽ gây cho đều mọi người. Đây. Mình ngửa lên nha mọi người chứ không phải là mình nấp xuống nha. Đó. Thì anh em thích con này thì là 900 thì liên hệ với mình. Số điện thoại 0929 887 346 nha mọi người. Thì tí nữa mình sẽ để số điện thoại tên cái phần chiêu đợi của mình luôn. Thấy không mọi người, thấy không? Mình để ngược gió thì cái đuôi nó sẽ khác. Cho nên là nhiều anh em họ sẽ để gió hỏi như thế này. Cho nên con chim đuôi nó cong chứ thật sự là nó không hề cong, quá cong. Nên muốn biết cong hay không đó mình sẽ để. Mọi người thấy gió hổ là cái đuôi con chim đó, 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 nó tự cong luôn rồi không? Cái này là do là cái đuôi nó quịch đó, đó, mọi người thấy không? Đó. Chứ không phải là gió nha. Gió hỏi thì nó sẽ, gió đang hỏi theo hướng này mọi người. Đó. Mọi người nhìn thấy những cái cây ở phía sau mà nó, nếu mà nó rung thì mọi người thấy là gió tới. Còn cái này là do tự nó đập đuôi nè. Sẽ khác. Đó, chân khá là hồng nha mọi người, chân hồng nha, móng còn nguyên hết nha, không có mắt móng nào hết nha, không sức, và mũi mặt thì nó cũng không có mảy hết nha mọi người, dáng thì dáng sẽ trung nha mọi người, không phải là bộ sẽ nhỏ ha, chim thì đã cắm bộ thôi nha mọi người. Đây. Rồi mình chắc mình xin kết thúc video tại đây ha. Thì mong anh em thông cảm cho mình ha. Cám này thì mình có nói với anh em là mình sẽ bán với giá là 250.000 một ký, và trộn như thế nào thì mình cũng hướng dẫn anh em có trộn là nửa ký cám của mình và sẽ với lại nửa ký cám bao bì. Như vậy khi mà mình ngắt cám đó, cám giữ đều lửa thì nó vẫn chim mình nó vẫn ăn bình thường, là cám bao bì trong đó thì nó sẽ chim nó vẫn không có mắc lửa đâu mọi người. Còn có nhiều anh em nói thì chân cám gà vẫn căng bình thường thì đúng, ok, cám gà vẫn bình thường mọi người, nhưng mà cái nó thức dậy để nó hót là rất là ít, nó ngủ thì là nhiều hơn mọi người, tại vì cám gà có chất an thần thì giúp cho con gà con á nó ăn thì nó ngủ nó đỡ mau lớn. Còn cái dạng mà cám mà để mà dùng để mà hút trứng, căng trứng, nói chung là tạo trứng cho chim á, thì cám đó thì mình bán chỉ 200.000 một ký thôi nha mọi người. Do là cái cái thành phần của nó thì mùi tươi nó, nói chung là mùi tươi nó ít hay thêm một xíu, nhưng mà chủ yếu là các tàu voi thì nhiều, cho nên là thì mọi người cũng biết là tàu voi như thế nào, là dùng năng mực vỏ này vỏ kia và tạo thêm một ít khoáng cho trong đó nữa mọi người. Thì khoáng thì mình mua khá là dễ mọi người có thể là mua khoáng cho cu gái á, rồi mọi người trộn vào cho ăn không sao hết mọi người, tại vì cô gái năng khoáng và chim khi mà tạo khoáng như vậy chủ yếu là nó tạo chất vôi cho nó đẻ cho trứng ra mọi người. Thường chim đẻ trứng là phải ăn vôi ăn đồ, cho nên mọi người thấy ở quầy rừng hay những con ngốc con sò con gì đó là nó hay mẹ bởi bởi là do những con chim ăn thôi. Rồi mình xin kết thúc video đây, anh em nào yêu thích con này thì alo cho mình, thì bây giờ mình sẽ đăng video lên và anh em nào cần đặt cám mình, nói chung là cám này thì mình sẽ hàng không mọi người, chứ anh em nào đặt á thì mình sẽ làm và gửi cho anh em, chứ còn mà làm đại trà mà mình để mình trữ thì không có mọi người, mình chỉ làm đủ chim mình ăn không mọi người, tại vì đi mỗi lần đi bắt cặp cào hay là đi mấy cái kia thì nó khá là mọi người, chủ yếu là làm thì làm cho đủ thôi chứ không có làm mà dư giả, mình làm chỉ dư vài ký, ví dụ anh cần thì 2-3 ký thì có thể dư được, còn mà dư 5-10 ký thì anh em phải đặt mình mới có nha. Thì thôi mình xin tạm dừng video tại đây và chào tạm biệt tất cả mọi người ha. Cám này thì mình chỉ dành riêng cho Phú Họ Mi ha mọi người, còn mà dành cho than với lửa thì anh em chịu khó chờ mình khoảng thời gian nữa, tại vì mình đang đặt cái
cái đầu đầu để đầu tí cám này mọi người, nhỏ lại xíu để cho vừa với lại khang với họa mi, khang với lại lửa. Nhưng mà mình có thể cho ăn được, nhưng mà nó to quá thì con chim mình nó sẽ gấp, nó bẻ bởi bớt mọi người. Còn không mọi người có dùng về mọi người sai ra hoặc là nghiền ra cho ăn vẫn được, không sao ha. Rồi mình chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like và đăng ký nha. Còn bạn nào cần con này thì alo cho mình ha. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.